Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 20 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc. Hội nghị trực tuyến góp ý vào đề án bổ sung sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Quân khu 2 kiểm tra ban chỉ đạo khu vực phòng thủ và phòng không nhân dân tỉnh Sơn La. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng ngày 20 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn gọi là Trường Đảng Trung ương Trung Quốc. Tham dự có đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban giám hiệu, các giáo sư, giáo viên và học viên nhà trường. Thông tin về tình hình đào tạo cán bộ của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc của đại diện Ban giám hiệu nhà trường cho thấy, đây là trường đào tạo cán bộ lãnh đạo trung cao cấp, cán bộ thanh niên trung niên ưu tú trên toàn quốc, có vị trí quan trọng trong việc nghiên cứu, tuyên truyền, thúc đẩy xây dựng tư tưởng lý luận của Đảng, là cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội và triết học quốc gia, cũng như một tổ chức tư vấn cao cấp kiểu mới, đặc sắc Trung Quốc. Trường được vinh dự đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng là hiệu trưởng. Các đồng chí lãnh tụ lãnh đạo của Trung Quốc như Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ đều từng đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng, cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt coi trọng vai trò của Trường Đảng Trung ương. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết là người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ và công tác cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp, quyết định mọi việc và cán bộ là cái gốc của mọi công việc, nên huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề về cán bộ và lý luận luôn là một trong những vấn đề căn cốt, được đặc biệt nhấn mạnh và coi trọng qua các kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công tác cán bộ, đào tạo cán bộ và công tác lý luận là sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng và dân tộc Việt Nam, người đảng viên kiên trung, có uy tín, một tấm gương sáng ngời về học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhà lý luận sắc bén và là người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc, như lời viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Trường Đảng Trung ương Trung Quốc với các đối tác của Việt Nam, trong đó có Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển sâu rộng. Hai trường đã có hơn 30 năm quan hệ hợp tác từ năm 1993. Với nhiều hoạt động phong phú đa dạng, Trường Đảng Trung ương Trung Quốc và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn mới với những điều khoản nội dung rất phong phú, cụ thể, trên cơ sở thành quả hợp tác thời gian qua để làm sâu sắc thêm nội hàm của tầm cao mới trong quan hệ hai đảng, hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai trường thúc đẩy giao lưu trao đổi, mời các đồng chí lãnh đạo và các giáo sư chuyên gia của trường sang thăm Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ công tác, thúc đẩy tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Đề nghị Trường Đảng Trung ương Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Việt Nam theo các hình thức linh hoạt. Trưa ngày 20 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã rời thủ đô Bắc Kinh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Ngày 20 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, sau khi sửa đổi bổ sung thì luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có 6 chương và 66 điều, giảm 1 chương và giảm 5 điều so với luật hiện hành. Các nội dung sửa đổi bổ sung tập trung vào 6 nhóm nội dung chính trong các chính sách đã được Chính phủ thông qua. Tại phiên họp, thẩm tra dự án luật chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, Thường trực Ủy ban Khoa học và Công nghệ và Môi trường cơ bản tán thành với việc sửa đổi các quy định về hoạt động đánh giá sự phù hợp để đáp ứng yêu cầu minh bạch hóa trong thực thi các hiệp định FTA. Tuy nhiên, dự thảo luật cần nghiên cứu bổ sung quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp để bảo đảm tính cạnh tranh khách quan và hiệu quả của hoạt động này, đặc biệt là hoạt động chứng nhận, hợp chuẩn, hợp quy. Thường trực Ủy ban đồng tình với quy định thừa nhận đơn phương kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức quốc tế nước ngoài là giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong tình hình hiện nay. Đối với một số lĩnh vực công nghệ mới nổi mà nguồn lực trong nước chưa thể đáp ứng nhu cầu thị trường,
thúc đẩy xã hội hóa hoạt động thử nghiệm chứng nhận giám định phù hợp thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đây là quy định mới cần được quy định cụ thể để hướng dẫn bộ ngành thực hiện việc thừa nhận đơn phương kết quả đánh giá sự phù hợp, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, qua theo dõi thấy các doanh nghiệp có phản ánh quy chuẩn kỹ thuật của chúng ta đâu đó còn có nội dung quy định thiếu thống nhất và cách hiểu chưa rõ ràng dẫn đến trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc. Ví dụ quy chuẩn về an toàn về cháy của các công trình hay quy chuẩn điều kiện đầu tư kinh doanh. Về quy định cho các tổ chức doanh nghiệp được tham gia vào quá trình xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn là rất đúng vì đây là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của những tiêu chuẩn quy chuẩn này để hàng hóa có thể được đưa ra thị trường trong nước và thị trường của nước ngoài. Tuy nhiên, cần có tiêu chí có điều kiện quy định trách nhiệm cũng như hình thức của các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị nghiên cứu trách nhiệm của các cơ quan khi ban hành quy chuẩn tiêu chuẩn, như trách nhiệm thế nào nếu như ban hành có bất cập hoặc có quy trình thủ tục gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp, thậm chí có quy chuẩn, tiêu chuẩn có quy định cao hơn thực tiễn. Ngày 20 tháng 8, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo đề án bổ sung sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo và các phòng chuyên môn Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng theo quyết định số 244 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 và dự thảo đề án bổ sung sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng. Dự thảo báo cáo nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa quy chế bầu cử trong Đảng theo quyết định số 244, chỉ ra ưu điểm và nguyên nhân cùng những hạn chế khó khăn vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất bổ sung sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng. Dự thảo đề án bổ sung sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng kế thừa những nội dung còn phù hợp của quy chế bầu cử trong Đảng hiện hành, cập nhật những nội dung trong quy định thi hành điều lệ Đảng, chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 03 ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư, biên tập bố cục lại một số nội dung, diễn đạt lại một số câu chữ bảo đảm chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện, nhưng không làm thay đổi bản chất quy chế bầu cử trong Đảng. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án bổ sung sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng, tỉnh Sơn La đề nghị bổ sung làm rõ thêm quy chế quy định. Đoàn Chủ tịch báo cáo với hội nghị danh sách những đồng chí được cấp ủy khóa trước giới thiệu để bầu ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và ý kiến của ban thường vụ khóa mới. Việc tính kết quả bầu cử tại đại hội chưa có sự thống nhất, đề xuất bổ sung thêm nội dung về hồ sơ nhân sự ứng cử, bổ sung kết luận tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền theo quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Với lý do đảm bảo thống nhất với quy định về danh mục hồ sơ nhân sự tại chỉ thị 35/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương giao tổ biên tập tổng hợp ý kiến của các tỉnh, thành phố để hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 và dự thảo đề án bổ sung sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng để trình Bộ Chính trị xem xét. Ngày 20 tháng 8, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 36/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, 3 năm thực hiện nghị quyết số 18/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Trong những năm qua, Sơn La được xác định là địa bàn phức tạp về hoạt động của tội phạm ma túy. Các đối tượng phạm tội ma túy hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt, sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn nhằm che giấu hành vi phạm tội, manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí tấn công lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La luôn xác định phòng chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị có liên quan để thực hiện nghiêm túc. Với phương châm, phòng chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài.
đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 36, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 179 ngày 20 tháng 12 năm 2019 để triển khai thực hiện. Nghị quyết số 18 ngày 11 tháng 11 năm 2021 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm triển khai, thực hiện chỉ thị, công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng, tin tưởng của nhân dân. Ban chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy được thành lập từ cấp tỉnh đến cơ sở và đã phát huy hiệu quả vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Tình trạng sử dụng trái phép các chất ma túy cơ bản đã được ngăn chặn, đã phát hiện bắt giữ trên 5.830 vụ, trên 7.520 đối tượng, tăng 612 vụ, 329 đối tượng so với giai đoạn 2015-2019. Trong đó có nhiều vụ thu giữ số lượng ma túy lớn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện, kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về chính sách, về công tác phối hợp của cấp ủy chính quyền trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, đề ra những nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 179 và nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, Ban chỉ đạo 297 tỉnh tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, tấn công trấn áp các loại tội phạm, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm về phòng chống ma túy và tội phạm khác, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua toàn dân tham gia phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025. Xây dựng, duy trì, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, tiêu biểu trong công tác phòng chống ma túy, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy từ tỉnh tới cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 8 tập thể, 13 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và 3 năm thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 20 tháng 8, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đoàn công tác của Quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ và phòng không nhân dân tỉnh Sơn La năm 2024. Dự buổi kiểm tra có đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành và các huyện, thành phố. Các nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo kết quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ và phòng không nhân dân. Theo đánh giá sơ bộ của đoàn kiểm tra đối với Ban chỉ đạo khu phòng thủ và phòng không nhân dân tỉnh, thời gian qua đã đảm bảo công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chức năng nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương. Công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh có chiều sâu, chỉ đạo điều hành thống nhất hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chất lượng lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng được nâng lên, thế trận khu phòng thủ và thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố vững chắc. Trên cơ sở kết quả đạt được, lãnh đạo quân khu 2 đề nghị Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ và phòng không nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ sát với từng cơ quan đơn vị địa phương, trong đó xác định rõ 3 thành tố: xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa xã hội là then chốt, tiềm lực kinh tế là trung tâm, tiềm lực quốc phòng an ninh là trọng yếu, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, xác định rõ vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng, chiến lược, khu vực phòng thủ và phòng không nhân dân trong tình hình mới. Cùng với đó là kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, tạo nguồn lực quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ theo phương châm phát triển kinh tế xã hội,
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân gắn với tiềm lực quốc phòng an ninh. Ngày 20 tháng 8, Cụm Khuyến học số 1, Cụm Khuyến học Tây Bắc tổ chức tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo quyết định số 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2030 tại huyện Mộc Châu. Dự tọa đàm có ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều giải pháp cụ thể như giải pháp chú trọng làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan để thực hiện xây dựng mô hình học tập từ cơ sở, bắt đầu từ cơ sở, vận động công dân tự nguyện đăng ký theo từng nhóm đối tượng, đến phân đấu thực hiện các nội dung tiêu chí kiểm tra đánh giá công nhận mô hình công dân học tập, vai trò của các già làng trưởng bản, người có uy tín trong các gia đình dòng họ, cộng đồng dân cư trong tuyên truyền vận động nhiệm vụ của hội, gắn trách nhiệm của đảng viên, đội ngũ nhà giáo ở điểm bản và cán bộ hội trong công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân tham gia học tập, gắn việc tuyên truyền xây dựng phong trào học tập với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, tuyên truyền về lợi ích dành cho người dân nhằm thúc đẩy sự phát triển cá nhân, phát triển bình đẳng và công bằng xã hội, duy trì sự gắn kết xã hội hòa thuận và tạo ra sự thịnh vượng bền vững theo tiêu chí của UNESCO, tuyên truyền về chiến lược tổng thể về kinh tế, văn hóa, xã hội, về phát triển thành phố học tập hướng tới mục tiêu gia nhập mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, đồng thời nhấn mạnh các giải pháp cần tập trung trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo quyết định số 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2030. Nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Cần nâng cao ý thức phòng chống thiên tai, tránh những hậu quả đáng tiếc do chủ quan gây ra. Giáo viên ở vùng lũ vượt qua khó khăn nguy hiểm để bám bản, bám trường, mang con chữ đến với học trò vùng cao. Vào mùa này thì rất là mưa lũ, rất là vất vả, nhất là các chị em phụ nữ. Tính từ ngày 1 tháng 7 đến nay, tình trạng mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Sơn La đã làm thiệt hại lên tới hơn 500 tỷ đồng. Thương tâm hơn khi đã có tới 13 người chết, 9 người bị thương. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp không được xác định tử vong do thiên tai. Vụ sạt lở đất xảy ra vào ngày 10 tháng 8 vừa qua tại xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên đã làm một người chết và 3 người bị thương. Vấn đề đáng nói, trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên đã xác định được nguy cơ sạt lở đất, đồng thời tiến hành vận động tuyên truyền người dân trong khu vực di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, một số hộ dân đã không di rời ngay mà cam kết tự chịu trách nhiệm. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình huống thương tâm xảy ra. Chúng ta thấy là có những tình huống thì đúng là bị mất do sạt lở đất, do lũ cuốn trôi, thì tỉnh đã trực tiếp thực hiện tất cả các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ cho người chết. Thế nhưng cũng có những trường hợp là bà con, người dân còn rất chủ quan. Mặc dù đã tuyên truyền, đã vận động, đã cảnh báo. Đấy, ví dụ như chúng ta thấy cái điểm homestay của Tà Sùa là chúng ta đã làm đầy đủ các nhiệm vụ giải pháp cảnh báo, công bố điểm sụt sạt, thế rồi cho trực chỉ huy và kiểm tra kiểm soát. Thế nhưng tối người dân vẫn chủ quan quay trở về. Cũng tại huyện Bắc Yên, vào ngày 4 tháng 8, dù có cảnh báo mực nước sông dâng cao gây nguy hiểm về người, nhưng một người dân vẫn vượt sông dẫn đến hậu quả thương tâm. Để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, hiện nay bên cạnh công tác tuyên truyền vận động, nhiều giải pháp cũng được tỉnh Sơn La tập trung triển khai. Tỉnh đã chỉ đạo kiên quyết trên địa bàn toàn tỉnh, đó là các điểm có sụt sạt này, các điểm đã cảnh báo này và các điểm đã di chuyển người dân rồi, chỉ còn lại nhà cửa, thì lực lượng an ninh cơ sở, công an, lực lượng xung kích sẽ kiểm soát hàng rào chắn và sẽ cương quyết không cho bất kể một hộ dân nào để quay về ở vào buổi đêm. Kể cả ban ngày, nếu khi có nguy cơ sụt sạt cao thì tỉnh sẽ chỉ đạo dứt điểm điều này. Thứ hai nữa là chỉ đạo để làm sao tuyên truyền người dân không ra sông, ra suối, bắt cá, vớt củi trong những thời điểm mưa lũ lớn, dễ xảy ra chết người. Đây là những cái chết mà tỉnh cũng xác định là không thể để xảy ra trong thời gian tới, rút kinh nghiệm từ cái chỗ Tà Sùa vừa rồi. Hiện nay, tình hình mưa lũ sạt lở đất vẫn còn tiềm ẩn ở nhiều khu vực, có thể dẫn tới những thiệt hại về người và tài sản. Ngoài sự vào cuộc tích cực của các ủy chính quyền, thì chính những người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự giác chấp hành trong công tác phòng chống thiên tai, từ đó tránh được những hậu quả thương tâm xảy ra.
Sau đây là tin dự báo mưa lớn ở tỉnh Sơn La. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn, tỉnh Sơn La, từ đêm 20 đến ngày 22 tháng 8, ở tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 23 tháng 8, mưa lớn ở tỉnh Sơn La giảm dần, phổ biến trên toàn tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Thời gian gần đây, dịch sốt xuất huyết đã bùng phát trở lại tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn với hàng trăm ca mắc. Dịch bệnh này đã có từ khi nào? Diễn biến dịch bệnh ra sao? Tại sao Mai Sơn liên tục xuất hiện các ổ dịch về sốt xuất huyết? Phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ Lê Hồng Trường đã tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La hôm nay. Xin bác sĩ cho biết về diễn biến dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây. Năm 2017 thì tỉnh Sơn La ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Dịch bùng phát tại thị trấn Hát Lót của huyện Mai Sơn. Kể từ thời điểm đó thì hàng năm, mặc dù chúng ta đã có nhiều biện pháp nhằm giảm quy mô bùng phát của dịch, tuy nhiên thì dịch vẫn cứ xảy ra theo cái tính chất chu kỳ. Năm 2020 thì dịch khởi phát vào tháng 8 năm 2020 và có 72 ca mắc, không có trường hợp tử vong. Và đến năm 2023 thì ngoài ổ dịch của thị trấn Hát Lót của huyện Mai Sơn thì tiếp tục bùng phát có thêm một ổ dịch tại sông Mã với 37 ca mắc và cũng không ghi nhận trường hợp tử vong. Riêng đối với năm 2024 thì đến ngày 5 tháng 7 năm 2024 thì ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại tiểu khu 4 thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn và lũy tích ca mắc tính đến ngày 16 tháng 8 năm 2024 thì đã là 143 trường hợp mắc tại 23 địa điểm. Và số ca mắc tập trung chính thì vẫn là tại các tiểu khu thuộc thị trấn Hát Lót. Như vậy là dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện tại Mai Sơn từ năm 2017 và đã bùng phát trong những năm gần đây. Vậy thì lý do vì sao lại xảy ra tình trạng này? Cái thứ nhất là nguồn vector lây truyền bệnh thì đang ở mức cao. Bệnh sốt xuất huyết là do mũi lây truyền thì qua giám sát chủ động tại các tiểu khu thì gần như là các tiểu khu trên địa bàn thị trấn Hát Lót xuất hiện đều ghi nhận có mũi trưởng thành cũng như là có bọ gậy thuộc loài Aedes aegypti. Cái tiếp theo nữa là ý thức của người dân trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch ở một số bộ phận người dân thì phải nói là chưa tốt. Việc chủ động triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch thì chưa cao, chưa đủ, chưa chủ động trong cái tiêu diệt các ổ loang quang bọ gậy. Trong các cái đợt triển khai phun hóa chất diệt côn trùng của cơ quan y tế thì một số bộ phận gia đình là chưa có sự phối hợp tốt. Vậy ông có lời khuyên như thế nào đối với người dân trong việc phòng tránh bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là những người sống trong vùng dịch tại huyện Mai Sơn hiện nay? Người dân phải hết sức lưu ý giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan môi trường sống, không để điều kiện thuận lợi cho loang quang bọ gậy phát triển thành mũi trưởng thành. Đặc biệt ở đây là lưu ý các cái vật dụng chứa nước mà có thể làm lơi cho mũi trưởng thành đẻ trứng. Cái thứ hai nữa là cái thực hiện tốt các cái khuyến cáo của y tế địa phương và khi có các dấu hiệu của bệnh mắc bệnh sốt xuất huyết thì phải đến ngay cơ sở y tế để được khám điều trị, tránh là nguồn lây cho cái cộng đồng và người thân trong gia đình. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Ngày 19 tháng 8, thành phố Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Năm học 2023-2024, thành phố Sơn La có 45 đơn vị trường trực thuộc với tổng số 877 nhóm lớp và gần 28.000 học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã đổi mới đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Có 164 học sinh đạt giải 3 trở lên tại kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, các cuộc thi trên mạng toàn quốc và quốc tế. Công tác chuyển đổi số được ứng dụng trong công tác quản lý giảng dạy. 23 đơn vị trường học được đánh giá công nhận các mức độ chuyển đổi số và xây dựng thành công mô hình lớp học thông minh tại trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Cơ sở vật chất trường lớp học được đầu tư đồng bộ, thành phố đã đầu tư trên 151 tỷ đồng, triển khai 24 dự án xây mới, nâng cấp, sửa chữa công trình nhà lớp học, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy. Đến nay, quy mô nhà lớp học đã đáp ứng đủ số phòng học cho nhóm lớp, đảm bảo một phòng trên một lớp,
100% các trường tiểu học, trung học cơ sở có phòng thư viện. Duy trì giữ vững 82,2% cơ sở giáo dục trực thuộc đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2. Trên 85% cán bộ giáo viên công lập được đánh giá trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Xây dựng và ra mắt được 40 ngôi nhà trí tuệ tại các nhà văn hóa, đáp ứng yêu cầu học tập mọi lúc mọi nơi của công dân. Phấn đấu đạt giải thưởng thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. Năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp dạy và học, công tác kiểm tra, đánh giá học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo. Tại hội nghị đã ký kết và giao ước thi đua triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 giữa Ủy ban Nhân dân thành phố với Ủy ban Nhân dân xã phường, giữa hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công nhận 8 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tặng bằng khen cho 5 tập thể 6 cá nhân. Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận 274 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tặng giấy khen cho 260 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024. Thưa quý vị, những ngày này các thầy cô giáo ở Sơn La đã quay lại trường để chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ khiến nhiều điểm trường bị thiệt hại và những con đường càng trở nên khó khăn. Nhưng nhiều giáo viên ở vùng lũ vẫn đang từng ngày vượt qua khó khăn, nguy hiểm để bám bản, bám trường và mang con chữ đến với học trò vùng cao. Ghi nhận tại xã vùng cao Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn. Hôm nay, các thầy cô giáo của trường tiểu học Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn quay trở lại con đường đất quen thuộc. Mưa lũ vẫn diễn ra khiến con đường vốn đi đã khó, nay lại càng trở nên khó khăn, nguy hiểm. Đường đi nó trơn mùa lũ như này thì không chỉ tôi mà rất nhiều đồng chí thì đi thì còn hay bị ngã xe, bị chấn thương. Và nhiều lúc thì mưa lũ lên to thì không thể về nhà được, thì phải ở lại trường có khi là hẳn mấy tuần trời luôn ạ. Vâng, rất là nhiều khó khăn ạ. Vào mùa này thì rất là mưa lũ, rất là vất vả, nhất là các chị em phụ nữ. Nên chúng tôi cũng phải hẹn nhau, cùng nhau đẩy xe cho nhau để vào các điểm trường. Hầu hết các con đường từ trung tâm xã Phiêng Pằn đến các điểm trường đều là đường đất. Có những điểm trường cách xa trung tâm trên 20 km. Để đến được nơi đó, các thầy cô phải mất cả ngày trời chật vật vì nhiều quãng đường phải đi bộ, đẩy xe. Phải nhờ ông xã đưa vào. Bây giờ không biết là về đến điểm chắc là cũng tối mịt. Đường rất là khó đi. Đến được trường, các thầy cô giáo nơi đây chỉ kịp cất đồ đạc rồi lại tiếp tục lao động dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Hôm nay, một số phụ huynh học sinh trong bản cũng chung tay với thầy cô giáo chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Bà con dân bản là rất quý các thầy cô. Từ khi có ở trong nội trong bán trú này, phụ huynh đi làm thì con mình ở đây thì cũng yên tâm. Rất là cảm ơn các thầy cô giáo rất là nhiều ạ. Thì cái điểm mơ ước đầu tiên là muốn làm sao các cấp chính quyền tạo điều kiện cho các thầy cô và bà con nhân dân là có con đường bê tông hoặc con đường nhựa đến tới các bản, tạo điều kiện cho các thầy cô giáo và các em học sinh, bà con nhân dân để đi lại nó thuận tiện và các con đến trường đảm bảo học tập ổn định. Một năm học mới sắp bắt đầu, các thầy cô giáo ở Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn đã quay trở lại trường lớp đầy đủ. Nhiều khó khăn vất vả mà giáo viên vùng cao phải nỗ lực vượt qua, trong đó việc di chuyển trên những con đường trông chênh luôn là một trở ngại. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.